Xin chào cả nhà. Hôm trước mình có đăng lên Facebook của mình á, ảnh của bé gà, video bé gà nhà mình tự xịt D3 vào trong miệng. Thì có nhiều mẹ cũng đang dùng dạng xịt, hoặc là mẹ đang có ý định cho con dùng D3 xịt hay là sắc xịt, thì mới hỏi mình là cái cách nào để giúp cho bé có thể tự giác, bé có thể tự mình có thể là xịt D3 hay là sắc vào trong miệng. Bé lớn thì làm sao, bé nhỏ thì làm sao. Sau đây và mình xin chia sẻ cái kinh nghiệm của mình khi tập cho bé sử dụng. Khi bé lớn thì bé sẽ tự sử dụng như là video, lát nữa mình sẽ chia sẻ lại ở đây. Còn khi bé nhỏ, mình sẽ chỉ cho các ba mẹ cách nha. Đầu tiên, vì sao chúng ta phải dùng dạng xịt mà không dùng dạng siro? Chắc hẳn ba mẹ nào đang dùng dạng xịt đều biết rằng dạng xịt so với dạng viên này, dạng siro này hay là dạng tinh chất nhỏ giọt thì bé sẽ được tận hưởng tốt nhất, hấp thu tốt nhất mà không cần phải dùng lượng nhiều. Ví dụ dạng nhỏ giọt chúng ta dùng 1 giọt thì dạng siro chúng ta phải dùng 1 muỗng cà phê, tức là tương đương khoảng 5ml. Còn dạng viên thì vừa cứng vừa khó nuốt, đúng không ạ? Do đó chúng ta thường sẽ chọn dạng xịt. Đặc biệt đối với sắt, chúng ta chọn dạng xịt là bởi vì hạn chế tối đa táo bón nè, tăng hấp thu nè, và bé chỉ cần dùng lượng ít thôi, và bé không nuốt vào trong cổ thì nó sẽ không bị tanh đó các mẹ. Bởi vì bất kỳ sắt nào cũng có vị tanh hết, tùy loại mà tanh ít hay tanh nhiều thôi. Vậy thì khi có một lọ xịt trong tay thì chúng ta phải làm như thế nào? Đối với các bé nhỏ, chẳng hạn như bé 3-4 tháng chẳng hạn, thì mình phải làm sao? Đó là các ba mẹ hãy cho con cầm chơi một lát, hãy đưa cho con xem. Nói chung là cho con làm quen á, cho con biết đó là một cái đồ dùng của mình. Đấy, sau đó ba mẹ chơi trò chơi với con. Đấy, bé, ba mẹ đừng có nghĩ là khi mà con còn nhỏ thì không biết gì đâu nha. Bé biết hết á. Ba mẹ có thể là giả bộ há miệng ra, cầm cái lọ như thế này này, xong rồi há miệng ra. Đấy, xong rồi giả bộ xịt xịt, xong rồi chép chép miệng, vui vẻ cười tươi tắn với con lên nhé. Sau đó ba mẹ mới dùng cái tay này ấn nhẹ cái cầm của con xuống. Đấy, miệng bé tự động hả ra. Rồi mẹ cũng giả bộ, đầu tiên là làm giả thôi nha, vẫn đưa cái chai vào miệng bé. Đấy, xong rồi lấy ra, rồi cười với con. Đấy, khi mà bé biết là mình đang chơi như thế thì bé sẽ không bị bất ngờ khi ba mẹ đưa cái chai gì đó vào miệng. Chỉ cần làm 2-3 lần như thế thôi, khi bé đã cảm thấy vui vẻ rồi thì chúng ta lại thử như thế này. Bé há miệng ra, sau đó đưa cái miệng chai vào, xịt một cái, một phát ăn ngay. Đấy. Còn các bạn lớn thì sao? Các bạn lớn thì hãy giới thiệu cho con, hãy nói cho con nghe là lọ này là để làm gì, xịt vào thì con sẽ được cái gì. Đấy, ví dụ xịt sắc vào, da con sẽ đẹp nè, má con sẽ hồng này. Đấy, con sẽ khỏe mạnh, cao lớn. Rồi rủ con chơi trò chơi. Ba mẹ nói là mẹ à, mẹ hôm nay mẹ sẽ xịt cái này nè, cho da mẹ đẹp nè. Đấy, há ra, xịt vào. Xịt thật thì càng tốt ạ. Xịt giả thì làm sao cho bé tin là được. Như bạn nhà mình á, 3 tuổi là bạn ấy rành lắm rồi. Xịt giả là bạn ấy biết, cho nên là mẹ vẫn xịt. Mẹ vẫn xịt xong rồi mẹ khen, ôi ngon, thích, mát không. Làm 2-3 lần như thế, sau đó mẹ mới hỏi con là con có muốn thử không. Nếu bé muốn thì hãy thử cho bé một xịt. Nếu bé còn e dè thì đừng vội ép, hãy cất đi và ngày mai chúng ta lại chơi tiếp. Cứ áp dụng y như thế thì thành công sẽ nằm trong tầm tay của mình thôi. Ở cuối video mình sẽ để lại cái video mà bạn gà nhà mình đã thực hiện.
ba mẹ có thể mở cho con của mình xem để thấy bạn đó, chị bé đó đã tự mình uống như vậy, tại sao con lại không làm được? Con rất là ngoan, con sẽ làm được, con sẽ làm việc tốt giống như chị ấy vậy đó. Chúng ta chỉ cần nhớ một việc là trước khi làm gì với con, hãy thông báo cho con biết, nói cho con nghe. Bởi vì ngay cả người lớn chúng ta, nếu gặp cái gì bất ngờ, tình huống bất ngờ thì chúng ta cũng đâu có dễ dàng chấp nhận được. Chẳng hạn như chúng ta đi đâu về nhà, chồng hay là vợ chúng ta đè cổ ra, xịt xịt cái gì vô miệng, mình không biết là uống cái gì, không biết là nuốt cái đó vào thì có vấn đề gì không, không được thông báo, không được biết gì hết, thì chúng ta sẽ từ chối quyết liệt. Đấy, nắm bắt tâm lý đó, cho nên chúng ta hãy đối xử con giống như là một người bạn. Hãy cho con biết và hãy làm cho con xem, sau đó là hãy mời con hợp tác với mình. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ bổ ích, hữu ích cho các ba mẹ đang sử dụng các loại vitamin, sắt, dạng xịt. Nếu các ba mẹ thấy video này hữu ích, hãy like và subscribe kênh của mình để sớm nhận những thông tin hữu ích khác nha. Thân chào và hẹn gặp lại.